Hello, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Million Rush. Let's go. Ăn cái này nào. Chỉ còn một lượt nữa thôi và mình sẽ thành công. Hai lượt nữa. Mà càng lúc càng nhanh. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Rồi mình sẽ làm đi.
sống hơn. Cái này thì các bạn cứ đi thoải mái thôi, không phải sợ một cái gì cả. Chưa vã thôi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang thứ ba. Chúng qua TV sau. Rồi các bạn ăn dịu vào đây. Sau đó thì mình sẽ xong lại hình cho anh chàng là chàng lại đi sợ sâu. Wow, trận này này rất là dài luôn. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Set the gun. Ok. Đủ nước luôn. Tiếp tục đây là gì? Nhảy sang đây. Một cái quạt hay là một cái trông chóng. Chóng lên đi. Oh my god. Qua đây. Một con cá sấu. Oh my gosh.
do anh chàng cá sấu này rất là khỏe, cho nên các bạn sẽ không dùng được cái đó. Còn mình sẽ lại qua lại. Đầu tiên là một đun nước uống. Quạt. Tấn công. Một chú ong. Chim. Tiếp tục đến một cái nhà máy. Wow. Một anh chàng robot. Cho anh ta chơi cái này đi. Mình sẽ chơi cái này. Quay lại. Thế thì mình cầm vào cái này. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Bắt đầu chuẩn bị nhảy thôi. Wow, 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 wow. Mình sẽ làm chủ ở đây. Oh my gosh. Đơ luôn các bạn ạ. Ok. Restart đây. Mình đang ở giữa. Let's go. Oh my gosh, bị đẩy ra rồi. Các bạn phải tránh những anh chàng làm đeo găng tay. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ice Cream 3. Let's go. Bars, okay.
của King Shaker. Rồi mình sẽ vào đây để lấy một món đồ, đó chính là một cái xe. Let's go. Rồi mình sẽ chui sang và đi đường này. Ông ta chắc đang gần đây rồi. Ông ta đang kia. Gas. Còn đi rất là nhanh. Vượt đèo. Vượt kịp không? Ok. Rồi sau đó thì mình sẽ đào cái này. Let's go. Các bạn phải tìm được 4 con ngựa gỗ này. Khi ghép vào thì các bạn phải lấy được chiếc gỗ này. Còn ta nhìn thấy mình đây. Rồi sau đó các bạn sẽ phải đi gọi một cô gái trẻ đang lấp vào trong này. Jay, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with the van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes, in the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? We have to do something. Okay, I'll follow you. Rồi, sau đó thì sẽ dẫn cô ta về xe. Bầu trời rất là nhiều sao. Huh? Ok, let's go. Rachel Station. Các bạn nhớ phải nhớ con số luôn này.
0081. Ok. Xong ở đây có gì không? Có một cái là khi các bạn có một món đồ nào trên tay thì các bạn không phải sợ ông ta làm gì, đó cứ ném thẳng vào người ông ta thôi. Ông ta đã phát hiện ra mình rồi, chuồn sang đường này để cho vào đây lấy một món đồ. Let's go. Vứt ở đây đi. Các bạn vứt đây và lấy thêm món đồ nữa để cho ở gần. Khi ở gần thì các bạn sẽ dễ lấy hơn. Trong này là một đôi giày. Cho lên đôi giày đi. Các bạn tiếp tục, các bạn lấy cái chiếc mũ này. Hoặc các bạn có thể ra lấy một chiếc con ngựa. Con ngựa ở giữa kia. Đó, tiếp tục còn lấy con ngựa nữa. Đây là một con ngựa màu xanh xanh lá cây. Wow, xong đấy nhỉ. Ok. Rồi. Sau đó các bạn cất con ngựa vào và đi tiếp sang một nơi khác. Đó, ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Let's go. Oh my god. Rồi ok, tiếp tục đi thẳng vào. Continue. Continue.
cái này bây giờ hơi điều khiển, khó điều khiển hơn một chút. Tức là khi các bạn vứt một cái gì đó. Ồ, chiều cuối rồi. Continue. Ok, đi tiếp rồi. So let's go. Tiếp tục. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Basisto. Oh, hi. Hi. Welcome to my schoolhouse. Now it's time for everybody's favorite. You got it. Great job. That, I can't believe it. You did great. Come here and get your prize. A shiny quarter. I wanna play with someone. Oh my gosh, điên này thôi. I wanna play with someone. Ở đây có hai phòng, mình sẽ vào lấy cả hai cuốn sách này. Trong tự nhiên này các bạn phải đi tìm tất cả là 7 cuốn sách. Let's go. Tiếp tục à, nhanh thôi. Rồi, bị bắt rồi. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.